Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một thức uống rất mạnh mẽ giúp bạn có được sức khỏe tổng thể rất mạnh và tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể của bạn ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư. Thành phần đầu tiên cho công thức này đó chính là bí đỏ. Các bạn sẽ cần sử dụng 150g bí đỏ cho công thức này. Bí đỏ là một nguồn rất dồi dào carbohydrate, magie, hoạt chất chống oxy hóa nhóm carotenoid giúp cải thiện sức khỏe của tim mạch và tăng cường tiêu hóa. Bây giờ các bạn sẽ gọt bỏ phần vỏ của bí đỏ như thế này nhé. Bí đỏ là một loại quả rất giàu chất xơ và nó có vị ngọt hơn những loại bí khác. Bạn biết không, bí đỏ có khoảng 50% carbohydrate ở dạng phức hợp và polysaccharide bao gồm pectin. Các hoạt chất này có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm. Nó còn có tác dụng rất hữu ích trong việc điều tiết insulin trong cơ thể. Bây giờ các bạn hãy cắt bí đỏ này ra thành những miếng nhỏ nhé. Bí đỏ là loại quả rất giàu dưỡng chất, đặc biệt là alpha, beta-carotene, vitamin C, mangan, magie giúp tăng cường sức khỏe của tim mạch, phòng chống đột quỵ, điều hòa huyết áp. Hàm lượng folate trong bí đỏ giúp cho bí đỏ làm giảm lượng hormone statin, một nguy cơ dẫn đến tình trạng đột quỵ. Bên cạnh đó, đây là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho thị lực, tăng cường sức khỏe của đường ruột và tăng cường sức khỏe tổng thể cho thai phụ. Và đây là toàn bộ phần bí đỏ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là mè trắng. Mè trắng là một loại hạt rất dồi dào vitamin E giúp cải thiện tình trạng da cũng như tăng cường sức khỏe của tim mạch, hệ thần kinh. Và trong mè có chứa các hormone thực vật là simin, simulin giúp giảm huyết áp, bảo vệ gan trước các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Và bạn sẽ cần sử dụng 30g mè trắng cho công thức này. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị một cái chảo, cho toàn bộ phần mè vào chảo và đặt lên bếp rồi rang thơm phần mè này lên nhé. Bạn sẽ mất từ 5 đến 6 phút rang với lửa nhỏ để phần mè được thơm và không bị cháy. Mè trắng còn có chứa các khoáng chất vi lượng rất dồi dào và rất cần thiết cho sức khỏe của xương khớp và răng như là canxi, phốt pho, kẽm, mangan, sắt, magie, đồng. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do chính là các phân tử có thể gây tổn hại đến các tế bào trong cơ thể. Và các gốc tự do như thế này được cho là góp phần gây nên các bệnh lão hóa, bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư. Và đây là toàn bộ phần mè mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm 8 quả táo đỏ, cho vào một cái tô và rửa thật sạch bằng bột mì. Đây là một cách rất đơn giản giúp bạn loại bỏ phần bụi bẩn bám ở phía ngoài của táo nhé. Quả táo này đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền và nó được biết đến với tác dụng đó là tăng cường máu lên não. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy chiết xuất của táo đỏ có thể cải thiện trí nhớ và giúp bảo vệ các tế bào não. Quả táo tàu cũng được cho là có thể thúc đẩy trí nhớ tốt hơn. Táo đỏ có chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, chống lại stress oxy hóa gây hại cho não. Khi bạn bị thiếu máu lên não thì không thể tránh được tình trạng mất ngủ và táo đỏ sẽ là một giải pháp rất tuyệt vời cho chứng mất ngủ kéo dài. Nó được biết đến với tác dụng đó là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng kéo và cắt phần táo đỏ này ra, sau đó loại bỏ phần hạt của nó nhé. Các nghiên cứu ở trên động vật cho thấy các chất như là phenolic và flavonoid trong táo đỏ có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Không những vậy, nó còn hỗ trợ sức khỏe của tim và giúp cho huyết áp ổn định. Táo đỏ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu. Trong táo đỏ có chứa nhiều kali, mangan và các chất chống oxy hóa giúp cho mạch máu được thư giãn, kiểm soát huyết áp, giúp hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh và tăng cường trao đổi chất. Nó còn được biết đến với chức năng cải thiện hệ thống tiêu hóa. Táo đỏ sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe của đường ruột, cải thiện môi trường sống của các lợi khuẩn trong đường ruột, giảm sự tiếp xúc của niêm mạc ruột với amoniac độc hại. Và một tác dụng rất tuyệt vời đó là khả năng chống ung thư. Một nghiên cứu thử nghiệm cho thấy tiềm năng chống lại ung thư trên tế bào khối u ở người của chiết xuất nước quả táo khô. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng chiết xuất táo đỏ có thể ngăn chặn các tế bào khối u bạch cầu. Tiếp theo, các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm 500ml nước.
Đầu tiên các bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào nồi như thế này và cho toàn bộ phần nước vào. Bật bếp và để chế độ nhiệt lớn. Khi nước bắt đầu sôi thì các bạn hãy giảm lửa nhỏ xuống và đun liu riu trong khoảng thời gian là từ 30 đến 40 phút. Trong lúc chờ đợi phần nguyên liệu này được thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo, đó chính là đường phèn. Bạn có thể sử dụng đường phèn, đường hoa mai, mật mía hay mật ong tùy thích. Bạn sẽ cần 40g đường phèn cho công thức này. Sau khi các bạn đã đun xong hỗn hợp này rồi thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần đường vào và đun tan đường là được. Thức uống này có tác dụng rất hữu ích đối với sức khỏe tổng thể, đặc biệt là tốt cho xương khớp, mắt, cải thiện thị lực, tuyến giáp, thiếu máu, điều trị các chứng như mất ngủ, đau đầu, đau nửa đầu hay suy giảm trí nhớ, ngăn ngừa ung thư và tăng sức đề kháng. Sau khi các bạn đã đun xong hỗn hợp như thế này, các bạn sẽ cho toàn bộ vào máy xay và xay thật nhuyễn. Thức uống này có độ béo, thơm, ngọt và rất dễ để sử dụng. Các bạn uống các bạn sẽ thấy nó ngon vô cùng. Sau khi các bạn đã xay xong như thế này, hãy cho vào một ly thủy tinh và thưởng thức nó nhé. Bạn sử dụng toàn bộ hỗn hợp này, nó cung cấp cho bạn đầy đủ năng lượng nên bạn có thể coi nó là một bữa sáng rất đơn giản, bữa trưa, bữa tối hay bữa phụ đều được. Bạn sử dụng liên tục trong 7 ngày, sau đó nên duy trì mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi để đạt được hiệu quả. Một lát gừng mỗi ngày đánh bay mọi bệnh tật. Quý vị thân mến, khi nào nên sử dụng gừng và khi nào không nên sử dụng gừng? Gừng là một trong những gia vị rất phổ biến và là loại thảo mộc có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cả y học hiện đại và truyền thống đều cho thấy những lợi ích của việc sử dụng gừng thường xuyên. Gừng có thể là một phương pháp rất mạnh mẽ cho rất nhiều thứ đã tồn tại hàng ngàn năm, đã được sử dụng trong cuộc sống để ngăn ngừa bệnh scrubus hay còn gọi là tình trạng thiếu hụt vitamin C. Nó có thể gây ra thiếu máu, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, chảy máu tự phát, đau ở các chi, đặc biệt là đau ở chân, sưng phù một số bộ phận của cơ thể, đôi khi gây viêm loét và rụng răng. Đây là căn bệnh mãn tính và được đánh giá là tương đối nghiêm trọng. Vậy cụ thể gừng có tác dụng gì và cần lưu ý gì khi sử dụng thì mời quý vị theo dõi trong video ngày hôm nay. Trong thế kỷ 14 thì 0,5 kg gừng có giá bằng một con cừu. Gừng rất đắt tiền và là một trong những loại gia vị đầu tiên được xuất khẩu từ Tây Nam Ấn Độ, và ở Việt Nam nó đã quá phổ biến, chỉ là chúng ta có sử dụng hay không. Gừng được biết đến với tác dụng chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh mẽ. Gừng có giá trị rất cao về mức độ chống oxy hóa, thậm chí nó còn cao hơn gấp nhiều lần so với nước ép lựu. Gừng có chứa nhiều hợp chất chống viêm và chất chống oxy hóa như là gingerol, paradol, sequiterpene, sorrel và gingerol. Những chất này có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại bởi các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do. Rất nhiều nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm đã cho thấy chiết xuất gừng làm giảm viêm ở những người mắc bệnh như là viêm khớp dạng thấp, viêm đường ruột, hen suyễn và một số bệnh ung thư. Một số nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy khi sử dụng 2g bột gừng mỗi ngày làm giảm đáng kể mức độ của protein gây viêm như yếu tố hoại tử khối u, alpha và protein phản ứng C. So với việc dùng giả dược, ngoài ra các thành phần khác trong nước ép gừng như là chanh và nghệ cũng có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh. Nó còn được biết đến với tác dụng là tăng cường miễn dịch. Do tác dụng chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh nên gừng có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch. Mặc dù viêm cấp tính là một phần quan trọng của phản ứng miễn dịch bình thường, nhưng viêm mãn tính có thể gây hại cho hệ thống miễn dịch của bạn, có thể làm tăng khả năng mắc bệnh. Khi tăng lượng thức ăn và đồ uống giàu chất chống oxy hóa như gừng có thể chống lại chứng viêm và giữ cho hệ thống miễn dịch được khỏe mạnh.
Tác dụng thứ ba, làm giảm triệu chứng buồn nôn hoặc các vấn đề về tiêu hóa khác. Gừng được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề về dạ dày, đầy hơi, khó tiêu. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng bổ sung gừng có thể giúp bạn tăng cường việc di chuyển thức ăn qua dạ dày, cải thiện chứng khó tiêu, giảm đầy hơi và giảm co thắt ruột. Ngoài ra, gừng cũng rất hữu ích và an toàn trong việc giảm triệu chứng buồn nôn ở phụ nữ mang thai, hóa trị và phẫu thuật. Đặc biệt, các nghiên cứu trên động vật còn cho thấy gừng có thể bảo vệ và điều trị viêm loét dạ dày. Và gừng còn có rất nhiều những lợi ích khác, chẳng hạn như là kiểm soát lượng đường ở trong máu. Một số nghiên cứu lưu ý rằng việc bổ sung gừng có thể làm giảm lượng đường ở trong máu và cải thiện huyết sắc tố A1C. Đây là một chỉ số kiểm soát lượng đường ở trong máu. Hay nó còn giúp cho bạn giảm cân. Gừng đã được chứng minh là làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, giảm cảm giác đói, tăng hiệu ứng nhiệt của thức ăn hoặc là lượng calo đốt cháy trong quá trình tiêu hóa. Hay nó còn được biết đến với tác dụng là phòng ngừa ung thư. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng gừng và các thành phần trong nước ép gừng có thể giúp bạn bảo vệ chống lại một số loại bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư tuyến tụy nhờ vào đặc tính chống oxy hóa. Trên thực tế thì họ so sánh vitamin B6 với gừng và gừng thì hiệu quả hơn vitamin B6. Mặc dù gừng rất tốt cho sức khỏe và an toàn đối với hầu hết mọi người nhưng vẫn chứa một số các tác dụng phụ tiềm ẩn. Chẳng hạn như nếu như bạn tiêu thụ gừng với hàm lượng cao có thể làm loãng máu. Tuy nhiên đây vẫn là còn vấn đề gây nhiều tranh cãi vì một số nghiên cứu cho rằng không thấy gừng có tác dụng phụ này. Nhưng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, những người đang dùng thuốc loãng máu thì nên tránh sử dụng gừng và nước ép gừng trong giai đoạn này. Gừng cũng có thể làm giảm lượng đường ở trong máu nên những người đang mắc bệnh tiểu đường đang sử dụng một số loại thuốc điều trị đường huyết thì nên lưu ý để sử dụng lượng gừng vừa đủ, không sử dụng quá nhiều. Trẻ em trên 1 tuổi và đến dưới 12 tuổi thì nên cân nhắc hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng loại thức uống có chứa gừng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta nên ăn hoặc là uống bao nhiêu gừng mỗi ngày? Mỗi ngày thì mọi người nên bổ sung khoảng 4 gram gừng. Nếu dùng với liều lượng cao hơn trên 6 gram gừng có thể gây ra một số các vấn đề về sức khỏe. Chẳng hạn như là ảnh hưởng đến tiêu hóa, gây tiêu chảy, ợ chua hay trào ngược dạ dày. Hoặc nó cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tim và mạch máu, gây huyết áp thấp hoặc rối loạn nhịp tim. Tăng tiết axit mật. Gan tạo ra axit mật và túi mật lưu trữ axit mật. Khi dịch tiết ra nhiều có thể hình thành nhiều sỏi mật hơn. Và dưới đây là cách để chúng ta có thể sử dụng gừng ngay tại nhà. Công thức này mình sẽ sử dụng hoàn toàn bằng gừng. Các bạn hãy lựa chọn một củ gừng như thế này, sau đó bào thật nhỏ phần gừng. Sau khi các bạn đã bào xong như thế này, cho nó vào một cái dây và lọc riêng phần nước. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng phần nước cốt. Và phần nước cốt này thì các bạn có thể cho vào những hũ thủy tinh nhỏ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Với số nước ép gừng còn lại thì chúng ta có thể bảo quản trong 1 tuần. Nhưng tốt hơn hết, để sử dụng được gừng đem lại hiệu quả cao nhất thì chúng ta chỉ nên uống trong khoảng từ 3 đến 4 ngày. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha 1 ly nước gừng nhé. Các bạn hãy chuẩn bị 1 thìa cà phê mật ong hòa cùng với 150ml nước. Sau đó thêm vào 15ml nước cốt gừng hòa tan và sử dụng. Gừng thường phù hợp với tất cả mọi người và bạn có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên sử dụng gừng khô hoặc gừng nướng thì có thể gây nhiệt cho cơ thể, dẫn đến việc khó ngủ. Vì vậy thì các bạn nên hạn chế sử dụng vào buổi tối và nên nhớ là gừng có hiệu quả tốt nhất khi được uống vào buổi sáng, sau bữa ăn là tốt nhất. Bị 5 bệnh này chớ dại ăn nghệ kẻo tổn thọ chết non. Biết mà sử dụng để sống khỏe, sống thọ. Quý vị thân mến, nghệ được biết đến rộng rãi như một loại gia vị, sử dụng nhiều trong các món ăn. Ngoài ra, nghệ cũng được ứng dụng rất nhiều trong y học cổ truyền, với những tác dụng tuyệt vời mang lại cho sức khỏe con người. Nhưng với không ít người,
ăn nghệ lại không tốt cho sức khỏe, thậm chí gây suy đa tạng, sốc phản vệ, nguy hiểm tới tính mạng. Vậy cụ thể nghệ có những tác dụng gì và những ai không nên ăn nghệ? Hãy cùng Handmade VN tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Theo bác sĩ Yên Lâm Phúc, Bệnh viện 103 cho biết, nghệ là một vị thuốc rất tốt, có tính năng chống dị ứng hiệu quả cao. Đó là vì nghệ có hoạt chất sinh học tên là curcumin. Đây là một chất có khả năng chống dị ứng và chống oxy hóa rất mạnh, nhưng có một số người lại bị dị ứng với nghệ. Tuy nghệ được biết đến là một loại thảo dược tốt cho sức khỏe là thế, nhưng ăn bao nhiêu nghệ là đủ? Các nghiên cứu thường sử dụng liều lượng từ 200 đến 2000 mg nghệ mỗi ngày, thường ở dạng chiết xuất với nồng độ curcumin cao hơn nhiều so với lượng có trong thực phẩm tự nhiên. Đối với viêm xương khớp thì sẽ sử dụng 500 mg chiết xuất nghệ 2 lần mỗi ngày trong 2 đến 3 tháng. Đối với cholesterol cao sử dụng 700 mg chiết xuất nghệ 2 lần mỗi ngày trong 3 tháng. Đối với tình trạng ngứa da sử dụng 500mg nghệ 3 lần mỗi ngày trong 2 tháng. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định mỗi ngày các bạn có thể sử dụng trung bình là 1,4mg trên kg trọng lượng cơ thể là mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được. Nghệ có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên một số đối tượng sau đây thì không nên sử dụng nghệ. Theo bác sĩ Trần Đức Cảnh, khoa nội soi bệnh viện K, có một số đối tượng không nên sử dụng bột nghệ hay tinh bột nghệ vì một số tác nhân của nó có thể gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất, đó là phụ nữ mang thai. Tinh bột nghệ có chứa chất làm giảm khả năng đông máu, gây chảy máu, kích thích cổ tử cung đối với phụ nữ có thai. Nếu muốn sử dụng thì cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Đối tượng thứ hai, đó là người đang bị thiếu máu. Tinh bột nghệ làm tan máu ứ đọng, máu bầm trong cơ thể. Khi người bị thiếu máu sử dụng lại có thể dẫn đến tình huống là xây sẩm mặt mày, thậm chí là thiếu sắt nghiêm trọng. Đồng thời, để cải thiện tình trạng thiếu máu, các bạn có thể tham khảo sử dụng thêm một số sản phẩm, vitamin và khoáng chất giúp bổ sung sắt và acid folic. Từ đó tình trạng bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm và giảm các biến chứng không mong muốn. Thứ ba, đó là người bệnh tiểu đường. Hàm lượng curcumin có trong nghệ có thể làm giảm lượng đường ở trong máu. Bệnh nhân tiểu đường nên chú ý khi bổ sung bột nghệ để tránh lượng đường ở trong máu quá thấp sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Thứ tư, đó là người bệnh trào ngược dạ dày. Mặc dù nhiều nghiên cứu cho thấy bột nghệ, tinh bột nghệ có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị rối loạn, tiêu hóa hay là đau dạ dày, tuy nhiên chúng lại có thể gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc kháng axit. Khi dùng chung với các thuốc kháng axit như là Targomid, Pixit, Zantac, Nisium hoặc Priacid thì nghệ có thể làm tăng axit dạ dày gây các cơn đau ngoài ý muốn. Lưu ý không sử dụng chung bột nghệ hay tinh bột nghệ với các loại thuốc này. Thứ năm, người bệnh sỏi thận. Sỏi thận là những tinh thể được hình thành do sự lắng đọng của muối và các chất khoáng như là canxi oxalat. Nghệ cũng chứa nhiều oxalat có thể liên quan đến canxi và gây hình thành sỏi thận. Vì vậy mà các chuyên gia thường xuyên khuyến cáo những người đang bị sỏi thận và tắc nghẽn đường mật thì nên đề phòng khi sử dụng các sản phẩm có chứa curcumin. Thứ sáu, đó là những người chuẩn bị phẫu thuật. Nghệ có khả năng ngăn ngừa đông máu nên những người chuẩn bị làm phẫu thuật thì cần ngưng tiêu thụ nghệ trong khoảng 2 tuần trước khi phẫu thuật. Nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến chảy máu nhiều, khó cầm máu và sau khi phẫu thuật. Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, nghệ có vị cay, tính ôn vào hai kinh can và tỳ. Nghệ có tác dụng phá ác huyết, huyết tích kim sang và sinh cơ, chỉ huyết. Nhưng nếu âm hư mà không ứ trệ thì cấm dùng. Các bệnh sản hậu mà không phải nhiệt kế ứ, đàn bà có thai, dòng kinh kéo dài cũng không nên dùng. Dùng nghệ phải có liều lượng, kể cả sử dụng nghệ nén, nghệ viên hay là sử dụng nghệ tươi cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ nếu như bạn đang mắc một số các bệnh nền. Cảnh báo 3 món ăn cấm để qua đêm trong tủ lạnh biến thành thuốc độc rước bệnh vào người. Ở nhà khi thức ăn không ăn hết hoặc là đồ ăn nhiều thì việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến chính là cất chúng vào tủ lạnh để tích trữ. Tuy nhiên, sự tùy tiện không tìm hiểu kỹ đã khiến cho không ít người mắc bệnh khi sử dụng những loại thực phẩm bảo quản không đúng cách này trong tủ lạnh, vô tình biến chúng trở thành thuốc độc khi ăn, gây bệnh ung thư, giảm đi cả chục năm tuổi thọ. Vậy những loại thực phẩm này là những loại thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
hiểu trong video ngày hôm nay. Thứ nhất là thịt lợn. Ham thịt lợn sạch, nhiều người tích thịt để đông lạnh ăn dần từ ngày này sang tháng khác. Hiện nay các loại thực phẩm bẩn là một trong những mối lo ngại rất lớn của chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại, việc trồng trọt, chăn nuôi ngày càng có nhiều sự can thiệp của công nghệ, hóa chất, khiến thực phẩm dần mất đi tính organic. Điều này vô hình chung khiến cho chúng ta tiêu thụ thực phẩm không còn sạch, không còn đảm bảo với chất lượng và tất nhiên chuyện hao hụt dinh dưỡng là điều không thể tránh khỏi. Nguy hiểm hơn, mới đây có một gia đình tại Hàng Châu, Trung Quốc phải nhập viện do ăn thịt lợn để lâu trong tủ lạnh. Thịt lợn sạch hay bất cứ loại thịt nào để trong tủ lạnh quá một tuần cũng không nên sử dụng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện nay việc mua thịt lợn sạch rồi để ngăn đá tủ lạnh, ăn dần là một thói quen của rất nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở thành phố muốn tiêu thụ thực phẩm quê. Thói quen ăn thịt lợn để lâu ngày trong tủ lạnh hết sức sai lầm. Thịt để trong tủ đá càng lâu sẽ càng hao hụt dinh dưỡng, do đó thói quen ăn thịt để lâu, đến tận nửa năm thì giá trị của thịt không chỉ hao hụt mà còn dễ phát sinh nhiều bệnh tật khi ăn. Nếu để quá lâu ngày, thịt dễ gây ngộ độc thực phẩm hoặc làm người ăn bị đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, buồn nôn, nên cơn sốt cao. Theo ông, khi bảo quản thịt thì nên để trong ngăn đá tủ lạnh sẽ giữ được dài ngày hơn, nhưng không nên quá một tuần. Còn nếu để trong ngăn lạnh thì chỉ nên để 2 ngày mà thôi. Với thịt đã qua chế biến, có thể để được từ 3 đến 5 ngày. Thịt không bảo quản trong ngăn đá mà để ở ngăn lạnh quá lâu cũng sẽ phát sinh các vi khuẩn gây hại, ăn mòn dinh dưỡng trong thịt và làm mất hết hương vị của thịt. Nhiều người vẫn có suy nghĩ rất sai lầm là cho thịt vào tủ lạnh thì hoàn toàn yên tâm với chất lượng của thịt. Trong thực tế, các vi khuẩn và ký sinh trùng nguyên bản vẫn ở trong miếng thịt đó, dần dần sản sinh độc tố và xâm nhập vào miếng thịt dù cho chúng ta đã để đông lạnh. Ăn loại thịt này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và cả gia đình. Thứ hai là chuối. Nghe có vẻ lạ đúng không nào? Vì chuối là một trong những loại trái cây yêu thích của các thành viên trong gia đình, nên bạn thường có thói quen mua số lượng lớn và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ về điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay chưa? Tại sao không nên để chuối trong tủ lạnh? Thành phần dinh dưỡng của chuối rất nhiều, cụ thể phải kể đến chính là 8 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự tạo ra, với 11 loại khoáng chất và 6 vitamin quan trọng. Không những thế, tiền chất triazosin trong chuối còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự nhanh nhạy và khả năng học hỏi, điều hòa, hoạt động của tim mạch, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Với nguồn dinh dưỡng dồi dào cùng với giá thành rẻ đã giúp cho chuối trở thành những loại trái cây được yêu thích và hầu như gia đình nào cũng lưu trữ chuối trong tủ lạnh. Thế nhưng theo các chuyên gia, đây là một thói quen không hề tốt chút nào. Khi ở mức nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C của ngăn mát tủ lạnh, chuối rất dễ bị thâm đen, biến chất, thậm chí đông cứng và hư thối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà dưỡng chất bên trong chuối cũng sẽ biến đổi tiêu cực, từ đó tác động đến sức khỏe của bạn. Trong thực dưỡng, chuối được coi là một loại thực phẩm mang tính âm, axit nhiều, nên khi để trong tủ lạnh nó sẽ là một loại thực phẩm cực âm. Chính vì vậy mà khi cơ thể bạn bị ốm, mệt hay lạnh, ho, cảm lạnh, cảm cúm mà sử dụng chuối để tủ lạnh sẽ khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn. Thay vì bảo quản trong tủ lạnh, bạn cũng có thể để chuối tươi lâu bằng cách lựa chọn chuối vừa chín tới, cuống còn xanh và kiểm tra kỹ để chắc chắn không có vết thâm. Chuối cần được bảo quản nơi thoáng mát với nhiệt độ phòng từ 25 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp và hơi nóng từ bếp. Chuối được đặt riêng biệt. Nếu lưu trữ chung với các loại trái cây khác sẽ khiến chuối mau chín và dẫn đến úng. Tránh sử dụng túi nhựa bọc kín chuối vì lượng khí ethylene trong chuối sinh ra không thoát được ra ngoài sẽ khiến quả chuối chuyển sang màu nâu đen. Nếu bạn vẫn muốn ăn chuối trong tủ lạnh để thưởng thức thì nên bọc giấy báo, gói riêng từng quả và đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Cách này có thể bảo quản chuối từ 6 đến 8 ngày. Thứ ba, không nên ăn trứng để trong tủ lạnh. Trứng luộc là một trong những món ăn rất yêu thích bởi cách chế biến đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Thậm chí có nhiều người luộc trứng trước và để đến sáng hôm sau mới sử dụng. Nhưng trứng luộc để qua đêm ăn có tốt hay không? Về khía cạnh đảm bảo an toàn thực phẩm thì bạn không nên ăn các thức ăn đã để qua đêm bởi món ăn đó có thể dễ bị nhiễm khuẩn và gây ra những ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, trứng luộc để qua đêm có ăn được hay không còn phụ thuộc vào cách mà bạn chế biến và bảo quản nó. Trứng luộc để qua đêm nhưng không bảo quản trong tủ lạnh thì bạn không nên ăn, bởi vì theo Cục An toàn Thực phẩm, thức ăn đã nấu chín an toàn sử dụng trong 2 giờ. Thực phẩm nấu chín để trong môi trường có nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C vẫn có sự phát triển của vi khuẩn nên dễ gây ngộ độc thực phẩm. Như vậy, trứng luộc để qua đêm không nên ăn.
nếu như để ở ngoài nhiệt độ phòng. Với trứng luộc để qua đêm mà bảo quản trong tủ lạnh vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng sau khi luộc để nguội, bạn nên cho trứng vào tủ lạnh để bảo quản luôn. Mặt khác, với trứng luộc thì bạn không nên bóc vỏ, bỏ vào tủ lạnh. Bạn có thể cất giữ nguyên lớp vỏ để tăng thời gian bảo quản. Khi bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh, bạn nên ăn luôn vào sáng ngày hôm sau. Không nên để quá lâu vì điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của quả trứng. Nguy cơ tiềm ẩn khi ăn trứng để qua đêm và bảo quản không đúng cách. Theo Cục An toàn Thực phẩm thì vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm đã qua chế biến ở nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C. Chính vì vậy mà trứng luộc để qua đêm nếu không được bảo quản đúng cách trong vòng 2 giờ sau khi nấu ăn và ăn vào sáng hôm sau có nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm dễ nhận thấy nhất đó là đau bụng, nôn mửa và đi ngoài. Với tình trạng đau bụng, cơ bụng và cơ hoành co bóp mạnh khiến gây ra những cơn nôn để thức ăn trong dạ dày được trào ra ngoài. Đây có thể hiểu là cơ chế bảo vệ tự nhiên trước các tác nhân gây hại của cơ thể. Ngoài ngộ độc thực phẩm, bạn cũng có thể bị rối loạn tiêu hóa khi ăn trứng luộc nếu để qua đêm. Nguyên nhân gây ra rối loạn là do các vi khuẩn xấu tăng lên khiến cho thực phẩm bị lên men trong dạ dày, gây rối loạn quá trình tiêu hóa tự nhiên của cơ thể. Đặc biệt là tình trạng ăn đồ ăn để qua đêm không bảo quản đúng cách có thể gây tiêu chảy, mất nước. Bạn cũng có thể bị sốt nhẹ do nhiễm khuẩn từ thức ăn để qua đêm nếu tình trạng sốt kéo dài không thuyên giảm. Tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ để được điều trị y tế. Dưới đây là một vài món chế biến từ trứng rất ngon và hấp dẫn. Trà lá sung để điều trị bệnh tiểu đường, mời bạn cùng theo dõi. Đầu tiên trong số này là lá sung. Theo đông y, lá sung có tính mát, vị ngọt, hơi chát, có tác dụng thông huyết, giảm đau, lợi tiểu, tiêu viêm, tiêu đờm, tiêu thũng, sát trùng, bổ huyết. Và trong dân gian, lá sung còn thường được sử dụng để chữa sốt rét, tê thấp, lợi sữa. Theo y học hiện đại thì lá sung có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tiềm năng. Chúng thúc đẩy tiêu hóa được khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và giúp bạn kiểm soát được lượng đường ở trong máu. Bạn sẽ cần 20g lá sung cho công thức này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô nước lớn, sau đó cho phần lá sung này vào rửa thật sạch nhé. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gợi ý rằng bạn có thể sử dụng lá sung để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ lá sung có thể cải thiện mức insulin và làm giảm lượng đường ở trong máu. Nó ngăn chặn hoặc là làm chậm quá trình sản xuất gluco trong gan của bạn. Và lá sung tươi có chứa nhiều vitamin C, vitamin A và beta-carotene. Nó có chứa rất ít calo và là một thức ăn lý tưởng cho việc ăn kiêng. Nó đặc biệt thích hợp cho các bệnh nhân tiểu đường và những người có cholesterol và chất béo trung tính ở trong máu cao. Sau khi các bạn đã rửa xong lá sung như thế này, hãy thái nhỏ hoặc là vò nát phần lá sung này ra nhé. Bạn biết không, trong thành phần của lá sung có chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là đồng và vitamin B6. Đồng là một khoáng chất cực kỳ quan trọng liên quan đến một số quá trình của cơ thể, bao gồm quá trình trao đổi chất và sản xuất năng lượng, cũng như sự hình thành của các tế bào máu, mô liên kết và dẫn truyền thần kinh. Sau khi các bạn đã thái xong như thế này, các bạn sẽ cho toàn bộ phần lá sung này vào nồi nhé. Nguyên liệu thứ hai bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là nước. Với công thức này mình sẽ cần 500ml nước lọc. Bạn sẽ cho toàn bộ phần nước đã được chuẩn bị vào nồi. Bây giờ bạn sẽ đặt nồi lên bếp nhé. Bật bếp ở chế độ lửa lớn. Và khi nước bắt đầu sôi thì bạn hãy giảm lửa xuống thật nhỏ và đun trong khoảng thời gian là 30 phút. Đây là một loại trà rất tự nhiên giúp bạn kiểm soát được lượng đường ở trong máu, cholesterol cao và chất béo trung tính ở trong máu cao cực kỳ hiệu quả. Không những vậy, loại trà này còn có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa.
cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tốt cho làn da, giúp cho tóc chắc khỏe, hạ sốt, giải cảm. Sau khi các bạn đun được 30 phút như thế này thì các bạn hãy tắt bếp và để cho phần trà này nguội bớt nhé. Bạn nên sử dụng hỗn hợp này để giúp cân bằng đường huyết và để chấm dứt tình trạng mất cân bằng đường huyết thì bạn hãy kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, không sử dụng các món chiên xào, nhiều dầu mỡ và đặc biệt trong thời gian này các bạn không sử dụng đồ uống có ga hoặc có cồn, những đồ ăn có quá nhiều đường. Và bạn sẽ cần 7 ngày để giúp cơ thể của bạn cân bằng đường huyết. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái ly và một cái rây lọc để có thể lọc bỏ được phần bã trà như thế này. Hãy thử áp dụng nếu như bạn đang cảm thấy cơ thể của mình cảm thấy đói và mệt nhiều, thường xuyên khát nước, đi tiểu nhiều, khô miệng, ngứa da hay sụt cân mà không rõ lý do. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng loại trà này nhé. Mỗi ngày bạn sẽ sử dụng 350ml vào buổi sáng khi bụng đói, dùng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ thấy tình trạng tiểu đường được kiểm soát đáng kể. Sau khi các bạn sử dụng trà xong, hãy ăn sáng như bình thường và chia nhỏ bữa ăn của bạn. Nó sẽ giúp bạn kiểm soát lượng đường ở trong máu, chính vì vậy hãy kiên trì với nó và nó sẽ không làm cho bạn thất vọng. Trên đây là những loại trà mà các bạn nên thường xuyên sử dụng để có được sức khỏe tốt nhất. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.